Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước ở chương 4 thì thầy đã quay xong cho các em ở các cái hình tứ giác, cách tính chu vi diện tích, cách vẽ hình, cách vẽ ghép ở trong cái chương 4 này. Cái chương chương 4 mà chúng ta vừa mới học á, nói chung là chúng ta đã nắm hết rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở chương 5. Cái chương 5 đó chính là tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên. Nghe từ cái đầu đề em thấy từ đối xứng nè, đối xứng nghĩa là trong thực tế thì em thấy có rất là nhiều hình ảnh đối xứng với nhau, đối xứng với nhau hả nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong chương này cái tính đối xứng nó thể hiện như nào. Các cái hình, ví dụ hình tròn, hình chữ nhật, hình thang cân, hình vuông thì nó có những cái trục đối xứng như nào và nó có tính chất đối xứng như thế nào, thì chúng ta học ở trong cái chương này thì chúng ta sẽ nắm em nha. Thì trong đây người ta giới thiệu với em là em thấy các cái hình ảnh khuê bên cát ở trên rất là đẹp. Đây này, hình khuê bên cát là cái này này. Một trong những cái điều làm nên vẻ đẹp đó là tính cân đối, hài hòa, cân đối. Trong thiên nhiên, nghệ thuật, cuộc sống, người ta thường bắt gặp rất nhiều hình ảnh đẹp như vậy. Chúng gọi là hình có tính đối xứng. Trong toán học, những hình quen thuộc như là đây, hình tròn này, hình vuông, hình chữ nhật cũng đều có tính đối xứng. Chương này sẽ giúp chúng ta sẽ tìm hiểu cái tính chất thú vị đó, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài đầu tiên ở trong cái chương này, đó chính là bài 21, hình có trục đối xứng em nha. Nếu như mà ở trong cái quyển sách cũ em, sách cũ mà toán á, thì thực sự em là lên tới chương trình lớp 8, lên tới chương trình lớp 8 mới học về đối xứng. Nhưng mà học về, nói chung là chương trình sâu hơn ở cái chương trình này, thầy nghĩ là như vậy. Nhưng mà ở trong chương trình mới, bộ dục đã cho em tiếp cận và tiếp xúc được với cái phần đối xứng này rồi. Thầy nghĩ nên chung là sẽ có một cái lý do nào đó mà bộ sẽ đưa cái tính logic của toán học như thế ha. Ta sẽ đi sang bài 21 là hình có trục đối xứng. Về khái niệm, thuật ngữ, kiến thức, kỹ năng, các em sẽ đọc cùng thầy nha. Trong thiên nhiên và đời sống, chúng ta thường gặp rất là nhiều hình ảnh đẹp. Khuê Văn Cát này, tháp Eiffel này. Tháp Eiffel này ở đâu em? Ở Pháp ha, Paris đó, mặt hồ. Các hình ảnh trên đều có sự cân đối, hài hòa. Chúng ta cần tìm hiểu điều gì để đem lại sự cân đối, hài hòa đó. Thì bây giờ xem từ những cái hình này tại sao nó cân đối thì chúng ta sẽ đi sang ở phần 1 em nha. Thì chúng ta sẽ biết ngay thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần 1, đó chính là hình có trục đối xứng trong thực tế nha, trong thực tế. Ta sẽ đi sang cái hoạt động 1. Nói chung học phần hình này thì nói chung nó cũng hơi chán một xíu em nha. Nó gần như không có sự tính toán, mà gần như là chúng ta sẽ quan sát hình, nhận biết là hình đó nó có trục đối xứng hay không, và cái cách xác định cái trục đối xứng nó như thế nào. Đấy nha, cứ bình tĩnh nghe. Quan sát hình con bướm. Đây, con bướm thì ngoài thực tế em thấy rất là nhiều hình bên. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gặp lại? Đây, nếu mà ở đây là nó đang xòe ra này, cái hình đầu tiên này, và ở đây em thấy là hai cánh con bướm nó gặp lại, thì em thấy là các cái viền cánh của con bướm này ở phía bên, gọi là bên trái và bên phải đây, bên này bên trái đi, bên phải đi, khi gấp lại thì cả cánh bên trái và cánh bên phải nó sẽ khép kín lại, nghĩa là nó sẽ chồng lên nhau và nó sẽ khép kín theo các cái đường viền này, chứ nó không thừa cũng không thiếu. Các em có hiểu nào? Đó, nghĩa là mép này sẽ trùng với mép này, nghĩa là chồng lên nhau, được chưa? Nhưng mà thì ở đây em ghi thầy là khi hai cánh của con bướm gặp lại nào, thì hai cánh của nó chồng khít lên nhau. Chồng khít lên nhau nghĩa là các cái đường viền này nó sẽ nằm trùng với nhau ở phía bên này. Đó, chứ nó không thừa không thiếu, đại khái là như vậy, được chưa? Bây giờ tiếp tục này. Cái này thì chúng ta có thể làm được này. Ví dụ chúng ta lấy một tờ giấy, chúng ta vẽ cái đường tròn. Đường tròn thì chúng ta sử dụng combo cái vẽ thôi. Này, vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Đây, cái này thì chúng ta đã làm dễ rồi đúng không nào? Gấp đường tròn, gấp
đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm. Đây, đường thẳng đi qua tâm đó chính là cái đường kính đó nè. Giả sử nè, đây, giả sử như thầy vẽ một cái đường tròn này, đó, thầy minh họa để em thấy. Chúng ta học chương trình hình học lớp 6 này, cỡ cả bất kỳ cái chương trình nào thì chúng ta cũng phải có đường tròn em nhé. Đây, đó, giả sử thầy có đường tròn này, sau đó thầy vẽ xong, chúng ta dùng kéo em sẽ cắt. Và lưu ý là đây là tâm của mình này, được nào? Giả sử như thầy sẽ dùng vẽ một cái đường bất kỳ đi qua tâm, người ta gọi là đường kính, thì cái đường kính này này đó, giả sử như này, sau đó các em sẽ gấp hai cái mép của đường tròn này gấp lại theo cái đường kính này, gấp lại, được chưa? Ok, ý là người ta nói như vậy đó. Hãy nhận xét về hai nửa của hình tròn sau khi gấp, nghĩa là nhận xét dùm hai nửa hình tròn này, thì em thấy là khi gấp hai nửa đường tròn thì chúng chồng vừa vặn lên nhau. Hay nói cách khác là hai nửa đường tròn này, nếu mà hai phần này thì nó sẽ bằng nhau này. Các em hiểu nè. Đó, như vậy thì ở đây các em ghi thầy là khi gấp hai nửa đường tròn thì chúng sẽ chồng, nghĩa là nó sẽ nằm chồng vừa vặn lên nhau, giống như cánh bướm hồi nãy, nó không thừa cũng không thiếu. Các em hiểu nè, vừa vặn lên nhau. Còn nếu như mà nói thì cả hai bên này thì cái phần chia nó sẽ gọi là chia đều ra, mỗi phần cả hai bên này đều bằng nhau. Các em hiểu nè. Ta đi sang phần hoạt động 3. Gấp đôi một tờ giấy như hình 5.2A này, đây. Dùng kéo cắt một đường như hình 5.2B. Đây. Đây là hình gì đây? Nửa của hình quả tim thôi. Rồi mở ra, ta được một hình đó có đặc điểm gì giống như hình trên. Đó. Thì các em thấy là khi chúng ta gấp ra thì cái hình được cắt nó có gì? Có hai phần giống nhau. Được nè. Nếu các em ta gấp ra thì đây chính là một cái hình trái tim này. Đây, các em vẽ và cắt theo đây. Đầu tiên chúng ta lấy hình chữ nhật, các em gấp đôi lại theo cái đường này. Được chưa? Đó, sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái hình như này, sau đó các em cắt và các em lại mở đôi ra. Mở đôi ra thì khi đó chúng ta sẽ được một hình trái tim. Và hai cái phần của nó thì chắc chắn nó sẽ như nào? Nó giống nhau. Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là cái hình được cắt có hai phần. Đây, có hai phần giống nhau. Giáo viên hỏi cái hình này là hình gì thì chúng ta trả lời này là hình trái tim em nhé. Ok. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghim này phần này vào để các em học bài. Các cái hình bên ở hình 5.3 này, hình con bướm này, các em thấy. Đây là cái thân con bướm này. Đây hai đôi cánh nó khi nó gấp thì nó chồng vừa vặn lên nhau. Và khi đó cái thân con bướm này, đó chính là một cái trục đối xứng này, thấy chưa? Cái trục đối xứng người ta vẽ thấy chính giữa màu đen này. À, đây người ta gọi là cái đường thẳng D này. Cái đường thẳng D này đó chính là cái trục đối xứng. Được chưa? Đường tròn. Cái đường tròn này thì nó ví dụ con bướm này có một trục đối xứng thôi. Nhưng mà đường tròn thì nó có vô số em, ví dụ đường thẳng D các em thể vẽ như này. Nhưng mà D thì các em thể vẽ như này, miễn sao đi qua tâm là được. Hay là các em thể vẽ như này. Còn đối hình C cũng chỉ là có một trục đối xứng thôi, hình D này. Nghĩa là một cái hình nó có thể một trục đối xứng, hoặc là hai trục đối xứng, hoặc là vô số trục đối xứng, là tùy theo cái hình của em nhé. Rồi. Có một đường thẳng D chia hình thành hai phần mà nó gấp hình theo đường thẳng D thì hai phần này chồng khít này. Chồng khít là ví dụ như hồi nãy thầy nói với em cái cánh bướm này ở bên đây nó sẽ chồng khít ở phía bên đây, nghĩa là không thừa không thiếu, gọi chồng khít. Thì khi đó người ta gọi cái đường thẳng D đó gọi là trục đối xứng. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ sau khi các em hiểu như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập để chúng ta làm nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập. Chúng ta dựa vào ở cái phần mà người ta đã kết luận để thế nó là trục đối xứng này, thầy đọc lại một lần nữa để chúng ta đi sang phần luyện tập này. Các hình bên đều có chung tính chất này, có một đường thẳng D chia cái hình đó thành này hai phần
thành hai phần, mà nếu gấp hình theo đường thẳng D thì hai phần đó phải chồng khít lên nhau. Nếu em làm mà những hình nào mà cứ chia thành hai phần mà em gấp lại mà hai phần đó nó chồng khít lên nhau mà nó không thừa không thiếu thì đó chính là cái hình đó chỉ có trục đối xứng, được chưa nào? Thì bây giờ nè, ta nhìn nè, ở cái hoạt động 1. Đồng 1 nha. Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng ha? Có trục đối xứng, hãy dự đoán trục đối xứng của chúng. Các em thấy hình A có không? Có không em? Có. Hình A này, thầy sẽ vẽ trục đối xứng để các em xem nha. Trục đối xứng của nó đây các em. Đây, dùng yêu cầu vẽ các em. Đó. Khi em gấp bên đây nó sẽ chồng khít lên nhau này. Hình B có không em? Có. Trục đối xứng nó nằm ở đâu? Nó phải nằm thẳng như này không? Không. Nếu em mà vẽ nằm thẳng này em xếp lại không bao giờ khít em, mà em sẽ vẽ nằm ngang. Trục của nó có thể thẳng hay là ngang em nhé. Không nhất thiết là phải thẳng. Rồi. G có không? G chắc chắn là không có được. Chúng ta có vẽ thẳng, vẽ xéo, vẽ ngang thì cũng không thể nào gấp mà lại chồng lên nhau được. H có không? Có. H thì nó có hai trục em. Trục thứ nhất là các em có thể vẽ theo đường thẳng. Đây. Trục thứ hai là các em có thể vẽ nằm ngang. Nên gấp theo hai cách này thì nó đều có thể xếp chồng lên nhau. Đã khá là như vậy. Chữ E có không? Có. Chữ E thì nó có một cách duy nhất, đó chính là nằm ngang. Đây. Chữ F có không? Chữ F thì chắc chắn là không có. Được chưa? Nhưng mà có bốn chữ cá này. Rồi. Ở đây em hiểu ở cái câu A chưa? Câu 2. Những hình nào dưới đây có trục đối xứng? Hình A có không? Hình nào có thì khăn tròn nha. Có. Cụ thể thì cái hình A này này. Hình A này thì đây. Chúng ta thể vẽ như này. Nó chính là trục đối xứng này. Được chưa nào? Hình B có không? Hình B chắc chắn không thể nào có trục đối xứng được, tại vì đây là con người thì phía trên và phía dưới nó không thể mà bằng nhau được. Hình C có không em? Có. Đây. Chúng ta xem này. Cả hai bên đây là đều cân nhau. Nếu em vẽ chia đôi ra, trục đối xứng nằm ngang này. Đó. Thấy chưa? Hình C. Hình D có không em? Hình D nếu như giả sử chúng ta cho cái trục đối xứng là nằm như này nha, ta hình dung như vậy, thì khi đó em gấp thằng này lại thì em thấy hai mũi tên này nó khít với nhau được không? Không, tại vì cái mũi tên này quay xuống ở dưới này mà cái mũi tên này quay xuống ở trên này, nó quay lên, mũi tên này quay lên mà mũi tên này quay xuống, thì khi em gấp vào nhau thì hai mũi tên này không thể nào khít lại với nhau được. Nếu như mũi tên này nó quay lên trở lên á, là thằng này quay lên, thằng này quay lên, hoặc là thằng này quay xuống, thì khi đó hình này sẽ có trục đối xứng và đối xứng của nó là như thế này. Nhưng mà ở đây một cái quay lên, một cái quay xuống thì không có, chứng tỏ ở cái hình này thì ở cái câu số 2 này thì nó chỉ có là hình A với hình C là có trục đối xứng, B với D không có, được chưa? Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng. Đó, thầy lấy ví dụ như là mặt bàn này, em ghi trong đây luôn cũng được. Không, thầy ghi trong đây nhưng mà các em ghi vào ra ngoài vở nhé các em nhé. Mặt bàn hoặc là cái mâm, biết cái mâm không? Hoặc là viên bi hình tròn đấy, vân vân. Trong thực tế thì có rất là nhiều cái hình mà nó có cái trục đối xứng em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang trang 100. Ok, ta đi sang phần 2 các em, đó chính là trục đối xứng của một số hình phẳng nha. Ở đây em thấy người ta vẽ hình gì đây? Hình tròn này, hình thoi này, hình chữ nhật đúng không? Dựa vào hoạt động 2, em hãy cho biết trục đối xứng hình tròn là đường thẳng nào. Đây, đó chính là cái đường thẳng đi qua đâu em? Cái đường thẳng đi qua tâm của cái gọi là, đó chính là cái đường thẳng đi qua tâm, người ta gọi nếu mà nằm trong đường tròn người ta gọi là đường kính á. Không nào. Như vậy thì để mà đường thẳng đi qua tâm thì nó có bao nhiêu đường em? Nếu mà đường tròn nó có vô số đường em nha. Như vậy thì ở đây em có là trục đối xứng hoạt động 4 này. Hãy cho biết trục đối xứng hình tròn là đường thẳng nào. Trục đối xứng
của hình tròn là gì em? Là đường thẳng đi qua đâu? Đi qua cái tâm này nè. Tâm là cái điểm nằm chính giữa này. Đó này. Đi qua tâm của cái hình tròn đó. Và giáo viên có thể hỏi thêm là theo các em là các em đếm được bao nhiêu đường. Nếu mà dựa trên hình này các em nói hai đường là các em sai. Và các em phải trả lời là vô số đường. Các em có thể kể đường này vô số đường, kể không bao giờ hết được. Hiểu chưa? Câu hoạt động 5 em. Hoạt động 5. Cắt một hình thoi bằng giấy. Đây em, hình thoi. Cái việc cắt hình thoi rất dễ đâu hả? Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em hãy tìm được mấy trục đối xứng. Ha. Các em thấy hai đường chéo đó. Như vậy trục đối xứng hình thoi đó chính là hai cái đường chéo của nó. Như vậy thì hình thoi này nó có mấy trục đối xứng? Nó có hai trục đối xứng. Đó chính là hai đường chéo của nó. Em hiểu nè. Như vậy thì các em trả lời vô giùm thầy. Cái trục đối xứng của hình thoi đó chính là gì em? Là đường thẳng đi qua đâu? Đi qua cái đường chéo của nó này. Đó nè, đi qua đường chéo của nó. Như vậy thì nó có mấy đường chéo? Có hai đường chéo thì tương ứng hai trục đối xứng. Như vậy thì ở đây người ta kết luận thầy là hình thoi có hai trục đối xứng. Hoạt động 6. Hình tròn là vô số nha, hình thoi là hai. Bây giờ này, vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng? Em ha, có mấy đường? Có hai đường. À. Như vậy thì đối với cái trục đối xứng của hình chữ nhật thì nó không phải là đường chéo em nhé, nó không phải là đường chéo mà nó chính là đường thẳng đi qua trung điểm. Đi đây này, trung điểm. Trung điểm là gì? Trung điểm là cái điểm nằm chính giữa của, ví dụ thầy lấy ví dụ A B C D ha. Ví dụ ở đây là Y, đây ở đây là F, ví dụ thế. Thì Y này chính là trung điểm của A B. Khi nào? Khi Y A bằng Y B, FD bằng FC thì F này sẽ là trung điểm của DC. Thì khi đó thầy nói IF này sẽ là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD. Tương tự như vậy cái đường này cũng vậy. Đây là trung điểm và chỗ này cũng sẽ là trung điểm. Em có hiểu không? Ok. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì nó nhớ là hình chữ nhật nó không phải đường chéo nhé. Hình thoi là đường chéo nhưng mà hình chữ nhật thì nó là đường thẳng đi qua trung điểm của cạnh đối diện của hình chữ nhật em nhé. Như vậy trục đối xứng của hình chữ nhật, hình chữ nhật thì ghi tắt nhé, là cái đường, là đường thẳng đi qua trung điểm, đi qua trung điểm của hai cạnh, đối diện của hình chữ nhật. Và người ta cũng hỏi hình chữ nhật có mấy trục đối xứng thì em trả lời là hai trục đối xứng nha. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. Ok. Được chưa? Đó. Rồi, vậy thôi. Hoạt động 4 nè. Hoạt động 5. Và hoạt động 6. Rồi. Thì ở dưới đây nó đã có sẵn nè, phần nhận xét này các em ghi vô nè. Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng hình chữ nhật. Mỗi hình có thể có nhiều trục đối xứng. Thầy lấy ví dụ hình tròn ở đây là người ta có vô số trục đối xứng này. Hình thoi là có hai trục này. Hình chữ nhật có mấy trục? Hai trục này. Được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ đi sang phần thực hành 1 các em nhé.
Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng. Đoạn thẳng ha. Đây, thầy lấy ví dụ. Ví dụ cái tờ giấy đây. Cái tờ giấy của thầy đây này. Từ cái mép đây qua tới cái mép này là một đoạn thẳng đúng không? Đây. Để mà tìm trục đối xứng thì chúng ta sẽ gấp hai mép giấy lại. Đây. Chồng lên nhau và khít nhau em nhé. Đây này. Chúng thấy hai mép giấy này khít nhau. Khi đó ở phần này. Đây. Thì cái đường này này. Đây, chúng ta cái đường này sau khi em mở ra này, đây. Đây chính là trục đối xứng của nó này. Đó, em thấy không? Thấy rất là rõ đúng không? Đây chính là trục đối xứng của nó. Ok. Thì phần thực hành 1 này thì em tự làm. Làm tương tự như hoạt động 6 ha. Đối với tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, em hãy chỉ ra một trục đối xứng của mỗi hình trên. Thì bây giờ này, đối với tam giác đều, tam giác đều này, thì chúng ta sẽ có mấy trục đối xứng nè. Có một trục đối xứng. Thầy bị nhanh nha em nha. Còn việc về tam giác đều thì em đã rất là rành rồi. Đúng không nè, rất rành. Nên thầy sẽ không nói về cái cách vẽ nữa. Thầy vẽ minh họa thôi. Ví dụ tam giác đều này thì nó sẽ có một trục đối xứng là đây. Nghĩa là từ cái đỉnh nối với trung điểm của đoạn thẳng đối diện. Được chưa? Một trục đối xứng. Đối hình vuông, đây là một trục nè. Một trục đối xứng. Một trục duy nhất thôi nha. Đối hình vuông thì đây, thầy cũng sẽ vẽ nhanh cái hình vuông. Đáng lẽ thầy sử dụng cái ok, nhưng mà ý là thầy vẽ nhanh xíu nha. Nha. Đây nha. Thầy nói lại chỗ tam giác đều một xíu em. Thầy xin lỗi em, quên mất. Nó có 3 trục nhưng không phải một trục em nha. 3 trục đây. Trục thứ nhất này. Trục thứ hai này. Từ đỉnh này nối với trung điểm em nhé. Trục thứ hai này và trục thứ ba này, nó có một tâm đối xứng nhưng mà nó có 3 trục em đó. Được chưa? Có 3 trục này. Xin lỗi em, hồi nãy thầy nói một trục nha. Có 3 trục. Ok. Hình vuông đố em có mấy trục? Hình vuông nhớ là hình có bốn cạnh bằng nhau, nó có 4 trục đối xứng nha. 4 trục đối xứng đó là những trục nào? Đây, đó chính là hai đường chéo của nó. Tại sao hình chữ nhật hồi nãy nó không phải là hai đường chéo? Tại vì cái độ dài của chiều dài và chiều rộng của nó không bằng nhau. Khi chúng ta gấp lại không thể nào chồng kích lên nhau được. Thứ hai, được không nào? Thứ ba đó chính là cái đường nối hai trung điểm của nó này, cũng giống như hình chữ nhật đó, hai trung điểm hai cạnh đối diện này. Và trục thứ bốn đó chính là đây đó. 4 trục. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Hiểu chưa? Tương tự như vậy. Nếu mà ngũ giác đều sẽ là 5 trục đối xứng. Lục giác đều sẽ là 6 trục đối xứng. Được chưa nào? Lục giác đều. Lục giác đều thì em sẽ vẽ ra và nhớ ông thầy, nó sẽ có 6 trục đối xứng. Em vẽ cái lục giác đều ra và em sẽ vẽ được 6 trục đối xứng em nha. Được chưa? Ok. Đó. Nhớ như vậy. Tam giác đều là 3 trục, hình vuông nghĩa là tứ giác đều đấy là 4 trục, ngũ giác đều 5 trục, lục giác đều 6 trục. Ok, cứ như thế. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tranh luận nha. Này vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng. Tớ lại nghĩ tớ có vô số trục đối xứng cơ, nghĩa là hình vuông bạn bảo bạn tròn như vậy. Hình tròn. Tớ đây mới có vô số trục đối xứng. Các bạn ơi giúp tớ với. Như vậy thì bạn tròn, bạn nói bạn là vô số trục đối xứng là bạn tròn. Bạn nói cái điều này là đúng nè. Nhưng bạn kết luận là này vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, nghĩa là bạn tròn nói câu này là sai nè. Tớ lại nghĩ tớ có vô số trục đối xứng, bạn nói đây là sai.
ha. Thì ở đây các bạn phải chỉnh lại, đây sẽ là có mấy trục, bốn trục đối xứng, bốn trục đối xứng này, hình vuông đó em, hình vuông nó sẽ có bốn trục đối xứng này, hình tròn nó sẽ có vô số trục đối xứng là đúng này. Đây, ở đây các em ghi thầy là hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng, là các em ghi thầy đây là hình vuông ở đây là có mấy, có bốn này, có bốn, bốn trục đối xứng hình vuông này. Hình tròn bao nhiêu là các em ghi thầy là vô số, vô số trục đối xứng nha, nhớ là như vậy. Hình vuông sẽ có bốn trục đối xứng và hình tròn sẽ có vô số trục đối xứng, được chưa? Các em rõ chưa? Thầy nhắc lại là hình tròn á là có vô số trục đối xứng này, hình thoi có hai trục đối xứng, đó chính là hai cái đường chéo của nó này. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng, đó chính là cái gì em? Đó chính là cái đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện là hai trục này. Hình vuông có bốn trục này, tam giác đều có ba trục này, ngũ giác đều có năm trục này, lục giác đều có sáu trục. Ok chưa? Nhớ lại cái số trục đối xứng của các hình nha. Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta đi sang phần tiếp theo em. Ứng dụng tính đối xứng để cắt chữ bằng giấy này. Để cắt một chữ cái có trục đối xứng, ta có thể gấp đôi từ giấy. Nghĩa là đầu tiên ta phải gấp đôi lại. Ví dụ như ở hình A này. Hình A này, ta lấy một tờ giấy hình chữ nhật. Đây, giống như thầy này. Ban đầu nó là một tờ giấy hình, cái tờ giấy A4 của thầy này. Thấy không nào? Thấy chưa? Sau đó các em sẽ gấp đôi lại. Ok, các em hiểu nè, hiểu gấp đôi chưa? Đó. Để cắt khi đó ta chỉ cắt một nửa chữ cái và nhận được chữ cái khi mở ra. Để làm mẫu em hãy cắt chữ A theo mẫu sau. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp lại. Đây, gấp lại này. Gấp đôi lại, thấy chưa? Đây, gấp đôi lại. Sau đó các em sẽ vẽ hình theo hình 5.4 này. Nghĩa là sau khi gấp lại đúng không? Chúng ta sẽ đây. Thầy sẽ vẽ minh họa cho các em xem. Ví dụ ha, ví dụ như ở cái tờ giấy của thầy đây, thì thầy sẽ căn này, em thấy từ cái nét này, đây, giả sử như thầy vẽ tới đây thôi nha, vẽ chữ E tới đây thôi, tại vì tờ giấy của thầy nó dài, để thầy kiện ngang qua rồi, rồi tới cái giới hạn đây thôi nha, thì đầu tiên em thấy cái mép này người ta nói mép này thấy chưa nào? Căn hai mép cố định một đầu, chúng ta căn đầu bên kia nha. Đây, cách vị chữ A nha, đó thấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ thấy không, căn khoảng cách chiều rộng này, tùy chúng ta căn muốn căn to căn nhỏ. Đây, thấy chưa? Nhớ là cái đường này này, sau khi chúng ta đưa thước nó phải song song xuống này, thấy chưa này? Rồi, thấy chưa nào? Ở đây xuống, từ đây qua đây. Mình nhớ nó phải song song này. Giờ nó có quyển sách khó căn ghê nha. Song song từ đây lên này, đưa cái này này, đưa thước này. Song song này. Rồi, đưa thước lên thằng này song song luôn. Rồi, đó. Em thấy chưa? Ý xì chưa? Đó, sau đó chúng ta dùng kéo, chúng ta sẽ cắt theo cái nét này. Rồi, thì em mở ra thì sẽ được một cái chữ A hoàn chỉnh, được chưa? Kiểu như vậy nha. Thì bằng cách như vậy thì em tự bằng cách tương tự hãy cắt chữ E và chữ T. Chữ E thì em sẽ nhớ là gặp theo cái chiều này, cái trục đối xứng nó đây nè. Chữ T thì đây, trục đối xứng của nó theo chiều dọc này, chữ E là theo chiều ngang em nhé. Tranh luận này, tớ đang gấp giấy để cắt chữ, hãy đoán tớ đang được chữ gì sau khi mở những cái mảnh giấy ra nhé. Đây là được chữ gì? Chữ T này, đúng không? Đây là chữ gì em? Đây là chữ N này. Đây là chữ gì? Chữ E này. Đó, được chưa? Các em hiểu không? Giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần thử thách nhỏ nhé. Rồi, chúng ta đi sang phần thử thách nhỏ em. Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối hài hòa của
của các hình. Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng có thể gấp hình để biết hình có trục đối xứng hay không. Em hãy quan sát vào vị phát trục đối xứng của hình tháp chàm và ngôi sao sáu cánh dưới đây nếu có. Em hiểu nè. Như vậy thì ví dụ như ở cái tháp chàm thì em thấy này, cái tháp chàm này thì em thấy trục đối xứng này nó nằm ở đây theo chiều dọc này, thấy chưa? Thì em thấy cái cổng này. Ở Tuy Hòa thì nó có cái núi nhà nghe, có tháp chàm. Tết thì thầy hay lên trên này lắm đó, thấy chưa? Còn nếu như cái mặt sân thì chúng ta cũng sẽ phát họ ở đây. Đó, nó chỉ đôi ra rất là cân đối ở hai bên, được chưa? Ví dụ ngôi sao sáu cánh thì trục đối xứng thì chúng ta có thể nối ở đây đó, hai cái đỉnh đường này đây. Ví dụ thế, hoặc là hai đỉnh đây, được chưa nào? Thì em sẽ vẽ khắc họa, người ta hình dung ra được. Thì những công trình kiến trúc có tính đối xứng thì không những đẹp mà còn chắc chắn bền vững. Ví dụ như kim tự tháp và tượng nhân sư ở Ai Cập, được chưa? Phần này thì nếu mà dạy trên máy chiếu nghe, sử dụng ba boy rất là ok luôn, rất là dễ hiểu. Nhưng do thầy quay online nên không thể nào mà sử dụng trên cái ba boy cho em được. Dạy trên trường thì ok. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em phần bài tập này. Phần bài tập nghe. Em tự làm trước nha. Nội dung kiến thức thì nhiều nhưng mà bài tập thì rất là ít em. Rất là dễ. Làm chưa tới 10 phút là xong rồi. Rồi. Được chưa nào? Bài em nha. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài 21 đúng không nào? Và chúng ta đã nắm được những cái hình nào có trục đối xứng và có bao nhiêu trục đối xứng chúng ta biết rồi đúng không nào? Và các em đã biết rằng là hình nào có vô số trục đối xứng em, đó chính là hình tròn. Đúng không nào? Hình tam giác đều có 3 trục, hình vuông 4 trục, ngũ giác đều 5 trục, lục giác đều 6 trục. Đúng chưa? Đấy. Hình chữ nhật có 2 trục, đúng không? Hình thoi có 2 trục là 2 đường chéo. Rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em phần bài tập nha các em nha. Trong quá trình học thì em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy nha. Ta đi sang bài 5.1. Cái hình thì em vẽ vào vở giúp thầy nha. Thì chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân. Như vậy hình thang cân theo em có mấy trục đối xứng và cái vị trí trục đối xứng nó nằm ở đâu em? Hình thang cân có một trục đối xứng và vị trí của nó đó chính là trung điểm của hai cạnh đáy. Đây là cái đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đáy này. Nếu mà giáo viên yêu cầu em vẽ nha, trung điểm nghĩa là cái điểm nó nằm chính giữa và chia hai đoạn này bằng nhau. Thầy vẽ như hơi lệch, nó phải nằm chỗ đây nha, nhưng mà minh họa được em thấy thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta có là em ghi thầy là trục đối xứng của hình thang cân. Là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy. Nghĩa là đây là đáy nhỏ này và đây là đáy lớn này. Được chưa nào? Đó. Rồi, vậy thôi. Ta sẽ đi sang ở cái câu 5.2 nha. Ở đây người ta hỏi như đây, hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng thì thầy đã trả lời. Bây giờ thầy vẽ trước và thầy sẽ ghi cho nha. Trục đối xứng thứ nhất này là các em sẽ nối ba cái đường chéo chính này, thấy chưa? Một này, hai này, thấy chưa? Ba đường đúng không? Đường thứ tư này, thầy sẽ vẽ này, nói trung điểm của cặp cạnh đối của nó này, cặp cạnh của nó này, bốn này, được chưa? Hiểu không? Hiểu cách vẽ như nào? Vẽ hình được em nhé.
5 này. Và gì? Đây. 6. Rồi. 6 rồi, 6 trục. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây game game thầy là hình lục giác đều. Có 6 trục. Đối xứng. Ok chưa? Rồi, ta sẽ đi sang hình cái bài 5.3 nha nhé. Rồi, người ta hỏi em là trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng? Cái lá quốc kỳ của nước Việt Nam mình có trục đối xứng hay không em? Có, đúng không? Lấy ví dụ. Ví dụ một cái trục đối xứng để em thấy nha. Như vậy chúng ta sẽ chọn thầy khoanh cái nào là chúng ta sẽ chọn hình đó nha. Còn nếu như giáo viên yêu cầu các em vẽ cái trục đối xứng thì chúng ta có thể vẽ được. Hình B, cái chữ B này có trục đối xứng không em? Không thể nào có được. Nếu em vẽ như này cũng không được, mà vẽ như này cũng không được, vẽ xéo này cũng không được, đúng không? Hình C có nè, có. Đó chính là chúng ta cũng sẽ vẽ thẳng xuống ha. Đây, như vậy thì hình C này có, chúng ta control lại. Hình D có hay không nghe? Có. Hình D có đúng không nè. Như vậy thì nếu như hình D, cái trục đối xứng của nó này, đây là một hình tròn đúng không? Tròn mà các em nhìn thấy cái hình của nó. Đây chính là cái trục đối xứng của nó, hình D có. Như vậy hình có trục đối xứng ở đây đây chính là hình A, hình B, hay lót, hình A, hình C và hình D. A, C với lại D. Được chưa? Thế thôi. Hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ đi xem cái phần lý thuyết thầy nói rồi à, nó rất là dài nhưng mà phần bài tập thì lại rất là ngắn. 4 bài mà toàn bộ là những bài cực kỳ dễ và cực kỳ ngắn nha. Quan sát những hình dưới đây và cho biết hình nào không có trục đối xứng à. Như vậy hình không có trục đối xứng đó chính là hình nào em? Theo em là hình nào? Trong hình A, hình B, hình C, hình D thì chúng ta sẽ thấy hình nào nó không có trục đối xứng. Không có trục đối xứng em nữa, nghĩa là chúng ta không có tìm thấy được cái trục nào cả. Đó chính là hình gì em? Trong 4 hình này, đó chính là hình C nha. Hình C này. Đó, hình C. Hình nào chỉ có một trục đối xứng? Chỉ có một trục đối xứng đó chính là hình gì? Hình A. Và hình gì? Hình D. Cụ thể cái trục đối xứng đó thầy sẽ vẽ em xem. Bình tĩnh. Đây, trục đối xứng hình A là chúng ta có thể vẽ như này. Giáo viên có thể yêu cầu em vẽ để tìm cái trục đối xứng đó. Đây. Hình D thì đây. Tên. Đó. Chỉ có một trục thôi em, chứ chúng ta không thể nào tìm được trục thứ hai đâu. Hình nào có hai trục đối xứng? Hình có hai trục đối xứng là hình nào? Đó chính là hình B. Đúng không? Đây. Trục thứ nhất. Đây hình bầu dục. Trục thứ hai. Chưa nào? Ok nha. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ hình vô và làm ở trong vở chứ đừng có làm ở trong sách giống như thầy em nha. Nhưng mà ở đây thầy dạy online nên thầy đã nói rồi, thầy hy sinh cái quyển sách này để mà thầy tận dụng được các cái hình này để thầy vẽ luôn, để tiết kiệm thời gian của thầy và các em, để thầy có thể ra nhiều video hơn cho các em. Chứ vẽ cái này thì vẽ vẫn được thôi, nhưng mà rất là mất thời gian em, đúng chưa? Clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái bài 22 nhé. Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt, bye bye. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông ấy nha. Trong cái kênh thầy thì có cả toán và khoa học tự nhiên luôn nha. Như vậy thì cả hai bộ môn đó thì em sẽ xem trên kênh của thầy để chúng ta học cho nó tốt. Ok, bye các em nha. Rồi.